Mảnh vải nhỏ mà bạn tìm thấy trên quần áo mới và thường đi kèm một cái nút không phải là để vá lỗ thủng đâu. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra xem liệu vải có bị phai màu hoặc ố vàng trong quá trình giặt hay không, trước khi bạn mang đi giặt và có thể sẽ làm hỏng nó. Ngăn kéo phía dưới bếp giúp giữ ấm thức ăn khi bạn tổ chức tiệc và nấu nhiều món. Món đang nằm trong lò sẽ truyền nhiệt cho món ở trong ngăn kéo. Trong trường hợp bạn không biết nên cho bao nhiêu mì ống vào để luộc thì hãy dùng cái lỗ ở giữa thìa múc mì. Nó được đo đúng một khẩu phần mì khô. Khi mì chín, bạn có thể dùng thìa để vớt mì ra như bình thường. Khoảng trống lớn giữa sàn nhà và cửa phòng vệ sinh công cộng có mục đích khiến bạn cảm thấy khó chịu và rời khỏi phòng nhanh hơn. Thiết kế này cũng giúp việc lau dọn diễn ra dễ dàng hơn, đồng thời chúng ta sẽ an toàn hơn nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Miếng tròn nhỏ dưới nắp chai nước ngọt, ở đó để đồ uống của bạn luôn có ga. Nắp chai ngăn nước rò rỉ ra ngoài, còn miếng nhựa tròn này giữ các chất khí lại bên trong chai. Đừng thử làm sạch giày bằng chổi lông trên thang cuốn nhé. Chúng ở đó để báo hiệu về mép bậc thang. Nếu đứng quá gần mép, bạn có nguy cơ làm dây giày hoặc quần áo vướng vào khoảng trống giữa bậc thang và thành cầu thang. Khi thấy chổi lông cọ vào chân, theo bản năng bạn sẽ lùi về chỗ an toàn. Có một vài giả thuyết giải thích vì sao chỉ có lá già cơ là không có rìa mép. Một giả thuyết cho rằng nó được thiết kế như vậy là theo một bài thơ. Một vị vua nọ có 4 người con trai, chỉ một người được cạo râu sạch sẽ, và vua không để lại tài sản thừa kế cho người đó. Một giả thuyết cho rằng do sai sót mà bộ rìa mép đã biến mất trong khi quá trình tái sản xuất thiết kế ban đầu. Đó cũng có thể là một cách để chứng tỏ vị vua ấy trung thực và cao quý hơn các vị vua khác. Hình vẽ trên áp bích lớn hơn và được trang trí đẹp hơn những lá bài khác là vì điều luật thuế được áp dụng ở Anh vào khoảng thế kỷ thứ 17. Các nhà máy sản xuất bài phải trả một loại thuế được gọi là thuế trước bạ hay thuế con dấu. Họ đã in thêm dấu trên lá bài lớn nhất của bộ bài để cho thấy họ đã nộp thuế. Truyền thống trang trí con áp bích theo cách như vậy vẫn tồn tại đến ngày nay, dù cho loại thuế trên đã được loại bỏ. Can đựng xăng jerry can có thể giữ xăng đựng bên trong nguyên vẹn ngay cả khi phải di chuyển trên những con đường gồ ghề nhất. Tay cầm có 3 thanh ngang phía trên được thiết kế để đảm bảo rằng nhiên liệu trong can được phân phối đều khi có 2 người xách và cầm can ở hai bên. Khi bạn cầm một mình, hãy nắm tay cầm ở giữa để xách can dễ dàng hơn. Miếng vải được may thành vòng tròn ở phía sau giày có nhiệm vụ giúp bạn xỏ giày dễ dàng hơn. Hãy kéo nó lên khi bạn xỏ gót chân vào giày. Bạn cũng có thể sử dụng vòng vải đó để treo giày lên móc và phơi khô sau khi giặt hoặc khi giày bị bẩn. Hoặc bạn có thể luồn dây giày qua vòng vải này và buộc dây quanh mắt cá chân. Hầu hết các khóa kéo bằng kim loại đều có những cái khóa rãnh nhỏ nhỏ bên trong nhằm giúp bạn không gặp phải những tình huống khó xử. Để phát huy tác dụng của chiếc khóa này thì đừng để tay kéo hướng ngược lên trên, nó sẽ tự động khóa khi bạn ấn nó xuống đấy. Những sợi dây trên túi bông tẩy trang sẽ giúp bạn treo túi lên đâu đó. Hãy xé đường đục lỗ ở dưới đáy túi để lấy các miếng bông ra dễ dàng hơn. Phần lông màu xanh dương trên hầu hết các loại bàn chải đánh răng có nhiệm vụ nhắc nhở bạn khi nào cần mua bàn chải mới. Khi màu xanh mờ đi là bạn phải đến cửa hàng đấy. Nếu bạn mới mua xe mới hoặc thuê xe khi đi du lịch, thì mũi tên nhỏ cạnh chỉ báo cây xăng sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó cho biết bình xăng ở bên nào của xe. Bạn không nên xé gói đường hoặc muối ở một đầu, thay vào đó hãy xé ở giữa. Như vậy sẽ dễ hơn và bạn đỡ phải xả những mảnh giấy nhỏ quanh nhà. Chai có cổ dài để giúp bạn thưởng thức đồ uống lạnh. Hãy cầm tại cổ chai thay vì thân chai và bạn sẽ thấy hiệu quả kỳ diệu. Những chiếc lì đắt tiền cũng vậy, hãy cầm phần chân để tay bạn không làm nóng lì. Tay nắm cửa thường được làm từ đồng, đồng thau hoặc một số hợp kim đồng khác để bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn có hại. Những vật liệu này có siêu năng lực tự loại bỏ vi trùng trong vài tiếng. Bạn có thể sử dụng các móc kim loại ở hai bên xe đẩy hàng siêu thị để sắp xếp không gian thông minh hơn. Hãy treo áo khoác hoặc những túi đồ dễ vỡ, ví dụ như trứng hoặc bánh mì lên vòng kim loại đó. Nhờ đó, áo khoác của bạn sẽ không nhăn nhúm, còn trứng không bị vỡ. Hãy xoay khoen lọ nước ra sau và sử dụng cái lỗ đó để luồn ống hút qua. Ngăn đựng đặc biệt hình bầu dục dưới nắp hộp tích tắc là để giúp bạn dễ dàng lấy mỗi lần chỉ một viên kẹo. Tai nghe có lỗ ở đáy để không khí lưu thông lên xuống khắp loa. Việc này giúp cải thiện chất lượng âm thanh, mang đến cho bạn các tần số thấp rõ hơn và khiến âm trầm sâu hơn. Các đường màu đen trên quả bóng rổ là để giúp trò này dễ chơi hơn.
Thực ra chúng là những đường rãnh có nhiệm vụ giúp bạn xử lý bóng. Việc kiểm soát bóng là cực kỳ quan trọng khi người chơi phải di chuyển quanh sân trong lúc đập bóng. Các đường màu đen giúp bạn giữ bóng tốt hơn. Chúng cũng giúp bạn dễ điều khiển bóng theo bất kỳ hướng nào khi nó nằm trong tay bạn. Bạn sẽ không thể làm như vậy với một quả bóng rổ nhãn nhụi. Cửa lò vi sóng trông như chỉ có một màu đen khi bạn không sử dụng. Nhưng ngay khi bạn bật nó lên, bạn có thể nhìn xuyên qua cửa. Nó không có kính đen bên trong mà là có một tấm lưới đặc biệt trồng lên tấm kính thông thường. Lưới này giữ lại toàn bộ lượng vi sóng bên trong máy. Đừng vứt bỏ gói gen hút ẩm mà bạn tìm thấy trong túi sách, giày dép hay nhiều thứ mới mua khác. Gen này hấp thụ độ ẩm dư thừa. Một vài gói gen như thế có thể cứu nguy cho đôi giày của bạn sau khi đi dưới mưa đấy. Bọt tắm có một công dụng quan trọng khác ngoài việc tạo mùi thơm. Nó có thể điều chỉnh nhiệt độ và giữ nước ấm lâu hơn. Tuy nhiên, bọt tắm chỉ có tác dụng với bồn tắm acrylic vì kim loại tỏa nhiệt rất nhanh. Nhờ đầu kim loại có lỗ nhỏ trên thước đo mà bạn có thể móc thước vào đinh hoặc vít và sử dụng nó dù không có ai giúp đỡ. Nếu đầu thước có phần rìa sắc nhọn thì bạn có thể sử dụng nó để đánh dấu mà không cần bút chì. Số 57 khắc trên cổ chai tương cà thủy tinh có nhiệm vụ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nó chỉ cho bạn vị trí tốt nhất để vỗ sao cho nước sốt chảy khỏi chai. Chỉ cần nghiêng chai và vỗ vào ngay chỗ đó là có tương cà để ăn rồi. Đầu nhọn nhỏ trên nắp các tuýp sẽ giúp bạn dễ dàng đục lớp giấy bạc dùng để bịt kín tuýp. Nếu đặt úp tất cả các đồng xu của Vương quốc Anh từ đồng 1 xu đến đồng 50 xu cạnh nhau, bạn sẽ nhìn thấy quốc huy hoàng gia. Ngày trước, khi tiền xu được làm bằng vàng và bạc thật, người ta thường cạo bỏ phần rìa và nấu chảy chúng thành một đồng xu mới. Để ngăn chặn việc này, những người thợ đúc tiền bắt đầu sử dụng mẫu xu có đường G ở mép. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng biết liệu có ai đã phá hoại xu hay không. Đó là lý do tại sao mép đồng 5 xu và 1 xu vẫn nhẵn nhụi, còn đồng 10 xu và 20 xu có rãnh. Chiếc thắt lưng một nửa mà bạn thấy trên nhiều cái áo khoác ban đầu được phát minh dành cho nam giới trong quân đội. Họ có những chiếc áo khoác quá khổ để dùng luôn làm chăn. Thắt lưng một nửa giúp họ cố định phần vải thừa để đi lại bình thường. Cái gờ nổi nhỏ trên các phím F và G của bàn phím sẽ giúp bạn tìm đúng phím mà không phải nhìn. Bạn cần đặt ngón trỏ của cả hai bàn tay lên đó khi bắt đầu nhập văn bản. Dấu chấm nhỏ giữa camera và đèn flash ở mặt sau iPhone là micro thứ ba. Nó được sử dụng để khử tiếng ồn trong khi trò chuyện và tăng chất lượng âm thanh khi quay video. Nắp của chai nước giặt có thể giúp bạn biết chính xác lượng nước giặt bạn cần. Hãy quan sát vạch đánh dấu trên nắp. Nếu không thấy thì hãy đọc hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ cho bạn biết cách đo lượng nước giặt đấy. Giày Converse ban đầu được thiết kế dành cho người chơi bóng rổ. Hai lỗ phụ ở hai bên gần đế giày được thêm vào để giày có thể vừa với chân tất cả các cầu thủ bóng rổ. Nhờ chúng, người chơi có thể tùy chỉnh độ vừa vặn và cố định dây giày. Lề giấy được phát minh ra để ngăn những thông tin quan trọng bị chuột ăn mất. Loài này thường nhai mép của sách và giấy tờ, vì vậy mọi người không viết gần mép nữa. Các vết lõm trên bề mặt quả bóng gôn giúp tăng lực nâng và giảm lực cản của không khí. Nó giúp bóng bay xa hơn. Những vết lõm này không nhất thiết phải có hình cầu mà có thể là bất cứ hình dạng nào. Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia khi chọn bóng để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Phần màu đỏ của cục gôm sẽ trà các màu bút chì ra khỏi giấy. Phần màu xanh cứng hơn và sẽ trà luôn một lớp mỏng trên tờ giấy. Đây là lý do tại sao đầu gôm màu xanh lại dành cho các loại giấy cứng hơn, bất kể bạn đang cố gắng tẩy bút mực hay bút chì. Khi dao dọc giấy bị cùn, hãy dùng phần có thể tháo rời ở cuối tay cầm để bẻ phần lưỡi dao đó đi. Bạn sẽ có một lưỡi dao sắc như mới. Nắp bút bi có một lỗ nhỏ ở đầu phòng trường hợp bạn lỡ nuốt phải. Nhờ nó mà đường thở của bạn sẽ không bị tắc. Dụng cụ mở hộp có thể là một giải pháp thay thế thuận tiện hơn cho kéo. Hãy kéo nó dọc theo rìa của bao bì và bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn khi mở bất cứ thứ gì nữa. Nếu bạn muốn có kim bấm tạm thời, có thể tháo ra dễ dàng thì hãy xoay miếng kim loại trên đầu bấm kim và kim sẽ được bẻ ra ngoài. Nắp của cốc giấy hoặc cốc nhựa mang đi là một cái đế lót lì tuyệt vời. Nó có kích thước vừa vặn với đáy ly. Miệng nắp cũng sẽ hứng nước đọng quanh ly và nhỏ xuống từ đồ uống lạnh nữa đấy. Bạn có thể dùng sơn móng tay để làm lớp màng bọc kín hoặc dán một số thứ lại với nhau. Nó có thể làm thế nhờ khả năng kết dính và chống thấm. Áo vest của bạn rất có thể sở hữu một chiếc túi phụ ở bên phải. Đây là túi đựng vé, ban đầu được phát minh ra để đựng tiền xu,
giúp những người ngồi trên lưng ngựa đến trạm thu phí trả tiền mà không phải cởi áo khoác. Sau đó nó được dùng để đựng vé tàu và vé thông hành. Túi bên trái dùng để đựng và giữ cho khăn tay luôn sạch sẽ. Hai khóa kéo trên cùng một ngăn của túi sách ở đó để bảo vệ túi khỏi những kẻ móc túi. Nếu bạn móc một ổ khóa nhỏ vào hai khóa kéo này, sẽ chẳng ai có thể mở ba lô của bạn mà bạn lại không biết đâu. Vương miện của nữ thần tự do có 7 đinh nhọn, mỗi đinh tượng trưng cho một lục địa trên thế giới. Nữ thần tự do ban đầu không có màu xanh lá. Bức tượng này được làm từ đồng và sắt nên nó có màu nâu sáng bóng khi lần đầu tiên rời Pháp đến Mỹ. Qua nhiều năm, đồng bị oxy hóa và tượng dần có màu xanh như chúng ta biết đến ngày nay. Ban đầu, bức tượng được dùng như một ngọn hải đăng cho các con tàu di chuyển tại cảng New York. Nó đã được sử dụng với mục đích này trong vòng 16 năm, nhưng đèn không đủ sáng. Người ta đã nghĩ ra ý tưởng mạ vàng lên tượng để làm cho nó sáng hơn, nhưng ý tưởng đó đã không được Quốc hội thông qua. Lỗ nhỏ dưới đáy ổ khóa có nhiệm vụ giúp nước thừa dễ dàng chảy ra ngoài vào những ngày mưa, tránh làm cho ổ khóa bị ăn mòn. Đây cũng là chỗ hoàn hảo để đổ dầu nhằm đóng mở khóa dễ dàng hơn. Cách bảo quản bơ đậu phộng đúng là úp ngược lọ lại. Khi bạn để lọ bơ như vậy, dầu sẽ không nổi lên trên bề mặt. Người ta khâu cúc áo phụ nữ ở bên trái để những người giúp việc thuận tay phải mặc áo cho họ dễ dàng hơn. Ngày nay, dù cho hầu hết mọi người đều tự mặc quần áo, nhưng truyền thống này vẫn còn đó. Lỗ khuy trên áo sơ mi thường nằm dọc, nhưng lỗ trên cùng và đôi khi là dưới cùng lại nằm ngang. Những chiếc cúc ở vị trí này dễ tuột ra hơn các cúc còn lại. Lỗ khuy nằm ngang giúp ngăn áo của bạn bị bung ra trong những trường hợp ít ngờ tới nhất. Kem đánh răng có 3 màu với màu đỏ cho nướu, màu trắng để làm trắng răng và màu xanh cho hơi thở thơm tho, chỉ là một chiêu trò marketing. Các loại kem đánh răng có màu đều sở hữu thành phần giống nhau, chỉ là chúng được trộn thêm phẩm màu mà thôi. Các đường cong trên kẹp tăm không phải để làm chúng xinh xắn hơn đâu. Mục đích thực sự của đường rích rắc đó là để cố định kẹp. Nó giữ phần tóc bên dưới tốt hơn so với đường trơn. Vì vậy, cách đúng để dùng những kẹp này là để mặt lượn sóng bên dưới. Hộp đựng đồ ăn Trung Quốc có thể dễ dàng biến thành chiếc đĩa. Bạn chỉ cần mở nó ra là xong. Điều tuyệt nhất đó là bạn không cần rửa chén đĩa sau khi ăn. Trong trường hợp bạn đang muốn lấy một ít giấy bạc ra nhưng cuộn giấy cứ bung khỏi hộp thì hãy đẩy hai mấu ở hai bên hộp vào trong, cuộn giấy sẽ ở nguyên vị trí. Bạn có thể biết được bánh mì nướng khi nào nhờ miếng nhựa có màu trên túi bánh. Họ gắn miếng nhựa màu xanh dương vào thứ hai, thứ ba gắn miếng nhựa màu xanh lá, thứ năm màu đỏ, thứ sáu màu trắng và vào thứ bảy bạn sẽ mua được bánh mì tươi nếu miếng nhựa có màu vàng. Phần lớn những cái quần có nếp gấp chạy dọc phía trước vì một lý do từ ngày xưa. Do vận chuyển hàng hóa rất tốn kém nên người ta cố gắng nhét nhiều quần áo nhất có thể. Những cái quần đã gấp lại được ép rất chặt để tốn ít không gian hơn. Sau đó họ không thể làm phẳng các nếp gấp này nên biến chúng thành một kiểu thời trang. Lỗ nhỏ trên cửa thang máy có kích thước bằng một đồng xu là lỗ khóa. Nếu bạn bị kẹt bên trong, người thợ có thể cắm chiếc chìa khóa đặc biệt vào lỗ đó để mở cửa bằng tay. Họ cũng sử dụng dụng cụ này khi thang máy cần được bảo trì định kỳ. Lỗ ở giữa bánh donut không phải là để cầm bánh dễ dàng hơn mà giúp cho việc nướng bánh hàng loạt thuận tiện hơn. Nhờ đó tất cả những cái bánh sẽ được chín đều. Lúc đầu bạn chỉ có thể tìm thấy những miếng hình thoi với hai cái khe trên ba lô du lịch. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là để treo dây thừng. Hiện nay những khe hở như vậy xuất hiện trên mọi chiếc ba lô. Bạn có thể dùng chúng để treo chai nước, ô hoặc giày thể thao. Trong trường hợp bạn mua sữa chua nhưng không có thìa, hãy sử dụng cái nắp bằng giấy bạc để thay thế. Xoắn nó thành hình chiếc thìa và vậy là ăn được rồi. Vòi xăng ở các trạm xăng có khóa từ. Chúng sẽ hữu dụng nếu bạn lái xe đi trong khi vòi xăng vẫn còn gắn trên xe. Trong trường hợp này, khóa sẽ tự động ngắt khỏi vòi. Có một giả thuyết giải thích cho mục đích thực sự của quả cầu len trên mũ. Các thủy thủ Pháp từng bị đập đầu vào cabin tàu thuyền khi ra khơi. Họ đã phát minh ra những quả cầu len để làm cú va chạm nhẹ nhàng hơn. Những cục cao su nhỏ trong rãnh của lốp xe có nhiệm vụ nhắc bạn khi nào nên thay lốp xe. Khi mép của lốp xe bằng với các cục này thì đó là dấu hiệu cho biết bạn nên đến cửa hàng để thay lốp. Nếu mép lốp xe cao hơn mép của các cục u cao su thì bạn vẫn có thể sử dụng thêm một thời gian nữa. Lỗ nhỏ trên que kẹo mút không phải là cái còi như nhiều người vẫn nghĩ đâu. Nó được thiết kế để giúp bạn không bị nghẹt thở nếu que kẹo mắc trong cổ họng. Cái vạt ở đáy gương chiếu hậu có thể giúp bạn tránh bị chói mắt do xe phía sau gây ra. Chỉ cần đẩy nó về phía sau khi lái xe vào ban đêm và kéo nó về phía trước vào ban ngày là được. Lỗ nhỏ gần mép bồn rửa trong phòng tắm sẽ giúp nước không bị tràn khỏi bồn.
nhờ đó tất cả lượng nước thừa được dẫn vào ống nước. Lỗ này cũng giúp bồn rửa thoát nước nhanh hơn, nó cho không khí trong ống nước chỗ để thoát ra. Các chấm đen trên kính chắn gió ô tô được gọi là frit. Lớp men màu đen được nung trong quá trình sản xuất ấy giúp bảo quản lớp keo dán dính với khung. Các chấm này chuyển từ một dải màu đen đặc thành các hàng chấm nhỏ dần để phân phối nhiệt đồng đều nhằm giảm thiểu sự biến dạng quang học. Các ký hiệu trên bao bì mỹ phẩm đều có ý nghĩa quan trọng. Biểu tượng cái lọ nhỏ mở nắp dùng để chỉ khoảng thời gian sau khi mở. Nó cho bạn biết sản phẩm nên được sử dụng trong bao lâu sau khi mở nắp. Thời gian thường được hiển thị bằng tháng. Vì vậy, sẽ có một con số và một chữ M, viết tắt của month hay tháng. Hình đồng hồ cát là biểu tượng để chỉ sử dụng tốt nhất trước. Họ in nó trên những sản phẩm có thời hạn dưới 30 tháng. Biểu tượng tròn màu xanh lá được sử dụng ở châu Âu cho biết nhà sản xuất đã trả tiền cho việc tái chế bao bì để bảo vệ sinh thái. Trước khi thông tắc bồn rửa bát hoặc toilet, hãy đảm bảo rằng bạn có công cụ phù hợp nhé. Nếu nó có đầu cao su hình bát tiêu chuẩn thì dụng cụ này dùng cho các bề mặt phẳng, ví dụ như bồn rửa hoặc bồn tắm. Lại được thiết kế cho đường ống của bồn cầu có đầu hẹp hơn. Việc rửa bát đĩa trước khi dùng máy rửa bát không phải lúc nào cũng giúp ích cho quá trình làm sạch. Các cảm biến đặc biệt bên trong máy rửa bát hiện đại có thể phát hiện mức độ bẩn của đĩa. Chúng bắn ra tia nước có kiểm soát để rửa sạch tất cả những thứ đó. Tất cả những gì bạn phải làm là lấy thức ăn cứng ra khỏi đĩa và xếp đĩa đúng cách. Dụng cụ bào vỏ rau củ cũng có thể dùng để bào hành tây thành lát mỏng. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và cả nước mắt. Bạn cũng có thể dùng dụng cụ này để cắt lát phô mai đấy. Những cái cúc nhỏ nhỏ trên quần jean được gọi là đinh tán. Ban đầu chúng được phát minh để ngăn các đường may bị rách. Trước đây quần jean là trang phục chủ yếu dành cho thợ mỏ và những công nhân lao động khác. Đó là lý do tại sao chúng phải cực kỳ bền chắc. Truyền thống sử dụng đinh tán vẫn còn, mặc dù bây giờ quần jean thường chỉ là một món đồ thời trang. Không phải loại gỗ nào cũng được sử dụng để làm móc treo quần áo đâu. Móc treo bằng gỗ tuyết tùng có tác dụng xua đuổi sâu bọ. Hơn nữa, nó có mùi hương tươi mát và cực kỳ bền. Những chiếc móc treo này hoàn hảo cho những loại quần áo nặng dễ bị côn trùng làm hỏng, chẳng hạn như áo ấm, áo khoác hoặc váy, đặc biệt là đồ len. Lỗ nhỏ ở phía dưới cửa sổ máy bay giúp không khí đi qua để ngăn áp suất máy bay tăng cao và làm vỡ cửa sổ khi máy bay càng lên cao. Nó cũng giữ cho các cửa sổ không bị mờ vì khí nóng từ hơi thở của hành khách. Chiếc túi nhỏ được may thêm ở bên hông quần jean được gọi là chiếc túi thứ 5, được thiết kế để cất đồng hồ bỏ túi. Những thợ khai thác vàng ở California vào giữa thế kỷ thứ 17 cần đồng hồ để xem giờ và quần jean là trang phục hàng ngày của họ. Chiếc đồng hồ đắt tiền được giữ an toàn và chắc chắn trong túi. Bạn cũng có thể sử dụng nó để cất bất cứ thứ gì từ tiền mặt cho tới son môi luôn đấy. Hầu hết các lọ thuốc an toàn với trẻ em đều có chiếc nắp kỳ lạ với xoáy ở hai mặt. Một mặt nắp có rãnh xoáy thường nhưng sẽ không khớp vào vị trí mở nếu bạn chỉ vặn nó vào đầu lọ thuốc. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn khi mở nắp và không thấy phiền khi biến nó thành nắp bình thường thì chỉ cần sử dụng mặt kia là được. Bàn phím thừa hưởng cách sắp xếp kỳ lạ không theo bảng chữ cái từ máy đánh chữ. Ban đầu, các phím được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng vì người đánh máy đánh quá nhanh nên các phím thường bị đan chéo vào nhau và mắc kẹt. Nhà sản xuất bàn phím đã quyết định sắp xếp chữ theo thứ tự ngẫu nhiên để làm người đánh máy chậm lại và giữ an toàn cho máy. Các đường gờ sâu hoặc rãnh trên giác cắm âm thanh được làm bằng vật liệu cách điện để bảo vệ dây dẫn trong quá trình chuyển tiếp âm thanh. Số lượng các giải cho biết điểm kết thúc sẽ đi đâu. Nếu có 3 giải, 2 trong số đó sẽ đi đến tay trái và phải. Và giải thứ 3 là để nối đất và nên được cắm vào dàn âm thanh hoặc bộ khuếch đại. Chiếc thìa McFlurry có một ô hình vuông ở tay cầm. Mục đích của nó là dùng để gắn vào cái máy có nhiệm vụ khuấy kem cùng các món ăn kèm. Thìa dễ dàng được gắn vào cái thanh trên máy và xoay giống như một chiếc máy khoan xoay một con vít. Sau đó nhân viên sẽ đưa cho bạn món tráng miệng cùng với chiếc muỗng đó để đỡ phải dọn rửa. Nếu bạn nhìn thấy mã số gồm 4 chữ số trên nhãn dán trái cây hoặc rau quả, thì thông thường điều đó có nghĩa là nhà sản xuất đã sử dụng thuốc trừ sâu. Các sản phẩm hữu cơ sẽ có nhãn dán với 5 chữ số bắt đầu bằng số 9. Các sản phẩm biến đổi gen cũng sẽ có mã gồm 5 chữ số nhưng bắt đầu bằng số 8. Cách đúng để đổ sữa hoặc nước trái cây là từ phía xa nắp của hộp. Bằng cách này, đồ uống sẽ không bị đổ khắp nơi, còn bạn thì dễ kiểm soát lượng dung dịch rót ra hơn. Các chân nhỏ dưới bàn phím cho phép bạn đặt bàn phím nghiêng và quan sát phím mà mình đang đánh.
Tuy nhiên, bàn phím đặt phẳng sẽ giúp cổ tay bạn ít bị mỏi hơn. Bạn có thể dùng cái thìa này để vớt ô liu, anh đào, tỏi ngâm và các sản phẩm khác ra khỏi lọ, lon hoặc bát đầy nước. Lỗ ở giữa là để nước đọng lại trong thìa chảy xuống nhanh chóng và dễ dàng đấy. Các rãnh trên tăm xỉa răng ở nhà hàng không được thiết kế để làm cho chúng trông đẹp hơn, mà là để bạn không phải đặt tăm lên bàn khi đĩa thức ăn được dọn đi. Rãnh của tăm dễ bẻ và bạn có thể đặt que tăm vào giữa các rãnh này với đầu nhọn hướng lên.